Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủy Tiên phát tiền cứu đói, đảng viên ép ký nộp tiền cho quan. Xin đều là từ mà người dân Việt Nam ám chỉ hành động chấn lột của kẻ ăn cướp dưới hình thức xin tiền. Hành động này là nét đặc trưng của những kẻ lưu manh chuyên nghiệp, hành nghề bảo kê. Khi bị tố cáo thì chúng sẽ trả lời rằng tôi xin chứ không cướp. Nhưng thực tế khi chúng xin mà ai dám không cho xem thì sẽ biết ngay. Và tất nhiên kết quả là họ sẽ bị hành hung. Hiện nay để hợp thức hóa hành động chấn lột như vậy, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giở trò ép người dân viết đơn tự nguyện dâng hiến tiền cứu trợ cho chính quyền. Người dân vốn rất nghèo mà lại gặp thiên tai, nói chung họ ở trong hoàn cảnh ngặt chứ không phải là nghèo nữa. Mà trong thế ngặt như thế, không ai tự nguyện mang hết số tiền mình có để dâng cho chính quyền nếu không có sự ép buộc. Trên trang Facebook cá nhân, Võ Hồng Ly đã viết như sau. Ngày 29 tháng 10 năm 2020, để hợp thức hóa việc tịch thu số tiền 414 triệu đồng do ca sĩ Thủy Tiên được các mạnh thường quân ở khắp nơi ủy thác trao tặng 69 suất, mỗi suất 6 triệu đồng. Trưởng thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu người dân tự viết và ký nhận việc giao số tiền đã nhận một cách tự nguyện như thế. Tuy nhiên, trước sức ép của nhiều người dân và công luận trên mạng xã hội, vào sáng ngày 30 tháng 10, đại diện thôn Ngọa Cương đã phải họp dân để xin lỗi và trả lại số tiền đã tịch thu ở trên. Vâng, đó là một thực tế, vì những tờ giấy viết bằng tay và ký ấy, tên ấy đầy rẫy trên mạng xã hội, nó như là một minh chứng không thể chối cãi về một trò ăn cướp rất dơ bẩn của chính quyền thôn Ngọa Cương. Nó chẳng khác nào hình thức xin đều mà những kẻ lưu manh hàng ngày vẫn làm như vậy. Đây là hình ảnh status trên trang Facebook của Võ Hồng Ly. Người ta nói bút xa gà chết, nghĩa là khi đã đặt bút viết vào trang giấy trắng, mực đen và khi ký tên hẳn hoi thì đó là một bằng chứng buộc tội không thể nào chối cãi. Hành động ép người dân phải viết giấy ký tên để dâng số tiền cứu trợ cho chính quyền thì có thể nói đó là hành động vô lương. Chính quyền họ sẽ dùng tờ giấy ấy để chứng minh với xã hội rằng dân tự nguyện chứ chính quyền không ép. Họ cướp nhưng họ muốn đổ lỗi cho dân rằng ngu đem tiền dâng thì ráng chịu, chứ đó ai phải là lỗi của chúng tôi. Thử hỏi, nếu người dân nào cứng đầu không chịu nộp tiền thì liệu dân có sống yên ổn với họ hay không? Đến số tiền cứu ngặt mà dân còn không dám giữ thì đủ biết đằng sau đó là mối đe dọa lớn như thế nào rồi. Và mạng xã hội đã đánh giá cái gọi là tự nguyện đấy ra sao? Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Luân Lê có bài viết như sau. Chúng ta hẳn vẫn nhớ hàng loạt những cách tự nguyện bắt buộc như tự nguyện đóng quỹ cho xã, tự nguyện đóng quỹ cho trường, tự nguyện làm mặt mình bị thương bởi rùi cui và những cái tự nguyện của sự cưỡng đoạt ấy bởi ý chí tập thể và quyền lực. Vâng, đó chính là bản chất của cái gọi là tự nguyện. Khi thấy tiền, họ nổi lòng tham và với quyền lực trong tay, họ đã ép người dân trao tiền cho họ. Chấn lột vốn là vô đạo đức, còn chấn lột người nghèo trong cơn ngặt thì có thể nói là dùng từ khốn nạn, vẫn chưa thể mô tả hết bản chất của những người này. Đây là hình ảnh status trên trang Facebook của luật sư Luân Lê. Cũng trên trang status này, luật sư nói thêm rằng, kẻ nào còn tin những cái chết tự nguyện, những sự ở hay ra đi tự nguyện trong một tổ chức, những sự nộp tiền tự nguyện ngoài sổ sách từ những kẻ có quyền chức, những sự tự nguyện đi rót bia tiếp khách vì nhiệm vụ, và những sự tự nguyện đổi trác để được biên chế, những sự tự nguyện đóng tiền vào các loại quỹ ở trường, ở làng xã, và những sự tự nguyện để cho người khác đánh mắng hay áp bức đến cảnh bần cục, những sự tự nguyện phải rút đơn tố cáo hay khởi kiện, và những sự tự nguyện đi bầu một ứng cử viên duy nhất vào chức vụ nào đó. Phải nói rằng, luật sư Lê Luân đã liên tưởng rất chính xác đến những trường hợp tương tự trong xã hội. Nhiều cái chết trong đồn công an từ nhiều năm nay đã làm xã hội nhức nhối, cũng được phủ phép thành chữ tự nguyện. Rồi các loại ép buộc khác nữa cũng đều được dán dưới mác tự nguyện cả. Cái gọi là tự nguyện trong chế độ cộng sản nó đáng sợ như thế đấy. Đến bao giờ thì tình trạng chấn lột dưới danh nghĩa tự nguyện mới chấm dứt là câu hỏi cũng được mạng xã hội và cộng đồng đặt ra. Dưới bàn tay nhào nặn của chính quyền cộng sản thì tất cả mọi thứ đều biến tướng. Tự nguyện vốn là nghĩa cao đẹp nhưng rồi chính quyền cộng sản cũng lồng những trò ép buộc vào đây. Cả xã hội đều ngao ngán với từ tự nguyện này nhưng tất cả đều bó tay.
chính quyền sai, dân không có quyền chỉ trích, vì nếu làm như vậy rất dễ bị chính quyền vu thành phản động. Rồi từ đó, chính quyền tự cho mình cái quyền hạch sách những người nói lên điều chính trực. Ai dám nói chính quyền sai thì chính quyền sẽ biến người đó thành tội đồ, chống phá, cần phải trừng trị là xong. Đến người nổi tiếng được hàng triệu người dân mến mộ như cô ca sĩ Thủy Tiên cũng phải đi nhẹ, nói khẽ trước chính quyền thì hỏi ai có thể dám lên tiếng đây. Hành động ép dân tự nguyện của chính quyền thôn Ngọa Cương là một việc làm trái với đạo đức, trái với luật pháp. Nhưng trên trang Facebook cá nhân của ca sĩ vẫn không đả động gì đến vấn đề này. Sự sợ hãi của người dân với chính quyền ai cũng đều nhìn thấy. Cái sợ này nó vô tình làm cho trò tự nguyện bắt buộc mỗi ngày phát tán mạnh hơn mà không ai có thể ngăn cản được. Đây là hình ảnh mẫu đơn xin tự nguyện nộp tiền của bà con thôn Ngọa Cương. Cũng tựa như những tham nhũng, hình thức chấn lột trá hình dưới dạng đơn tự nguyện này đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam, không thể nào gột rửa được. Gột rửa sao được khi mà trong tay chính quyền luôn dùng quyền lực cho mục đích xấu. Quyền lực của họ lớn đến mức chỉ một chính quyền thôn nhỏ bé thôi cũng có thể khiến rất nhiều hộ gia đình ngoan ngoãn giao nộp. Chính vì vậy mà trò này ngày một táo tận hơn chứ không bao giờ thuyên giảm. Và người dân sẽ phản ứng ra sao nếu trò này tiếp diễn? Qua những cái gì diễn ra cả trên mạng và thực tiễn ngoài xã hội, chúng ta thấy rằng người dân thấp cổ bế họng thì ngoan ngoãn giao tiền, còn dân trên mạng xã hội thì tích cực đấu tranh, tố cáo. Thái độ ngoan ngoãn của những nạn nhân là một thuận lợi cho mưu đồ xấu xa của chính quyền. Còn thái độ chỉ trích của cư dân mạng thì lại là một bất lợi lớn cho chính quyền, và đó là lý do tại sao chính quyền này phải nuôi hàng vạn dư luận viên và lực lượng 47 ngày đêm phá phách những người dám lên tiếng. Bất cứ một tiêu cực nào bị đưa lên mạng xã hội, điều đầu tiên mà dư luận viên và lực lượng 47 làm ngay đó là bảo vệ cái sai của chính quyền một cách bất chấp. Nếu cái sai ấy là những cấp cơ sở thì có thể báo chí không ủng hộ, bởi đơn giản những quan chức cấp cơ sở chỉ là con tốt. Khi không thể đấu lại lý với mạng xã hội thì họ thí tốt để lấy lòng dân. Nhưng với những cái sai phạm lớn thì ngoài dư luận viên, lực lượng 47 thì cả hệ thống báo chí nhà nước lên tiếng bảo vệ. Vì vậy, trước những cái xấu như thế này, những nạn nhân bị chấn lột và cả mạng xã hội phải đồng lòng đấu tranh để không khoan nhượng thì may ra họ mới chùn tay. Trên báo Tin Mới, một tờ báo được gọi là báo chính thống, có bài viết thu lại tiền Thủy Tiên ủng hộ người dân khiến dân mạng bất bình, cán bộ thôn nói gì. Trong nội dung, báo này có dẫn ra lời của một người dân bị ép tự nguyện giao nộp tiền như sau. Nhà mình ngập lụt được Thủy Tiên về ủng hộ tiền nhưng đã bị thôn thu lại. Thật sự mình không đồng ý. Chuyện này mình sẽ đi hỏi tận nơi. Đây là hình ảnh status của một người dân bị ép buộc tự nguyện. Vâng, đó là những gì mà nạn nhân đã phản ứng. Tuy nhiên, những phản ứng này là khá ít ỏi trong số nạn nhân bị chấn lột thì khá đông, đến 69 gia đình. Tuy ít ỏi, nhưng nó cũng là một tín hiệu tốt, một tín hiệu cho thấy dân cũng đã biết lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình thay vì im lặng, cam chịu. Không gì có thể làm Cộng sản chùn bước ngoại trừ sức mạnh của nhân dân. Vậy nên nhân dân cần phải mạnh dạn lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình. Và bài học nào cho những người làm thiện nguyện? Thực tế của việc làm thiện nguyện trong những ngày bão lũ vừa qua là có rất nhiều cá nhân và tổ chức tham gia cứu trợ. Thế nhưng chỉ một mình ca sĩ Thủy Tiên tỏa sáng và làm lu mờ tất cả những nhà hảo tâm còn lại. Ca sĩ Thủy Tiên làm thiện nguyện đang được soi rất rõ. Ấy vậy mà chính quyền địa phương còn giở trò chấn lột thì nói chi đến những người làm thiện nguyện vô danh khác, thì thử hỏi liệu chính quyền địa phương có tha cho dân hay không. Chính quyền từ trung ương đến địa phương của chế độ này chẳng khác gì bầy kền kền hay linh cẩu, cứ rình rập những nhà thiện nguyện phân phát xong thì giở trò vơ vét. Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên có nói rằng Tiên không làm tự phát, thích cho bao nhiêu thì cho, mà trong danh sách đưa ra đều có xác minh rõ ràng, dân vùng nào nghèo hơn, ngập sâu hơn, và quanh năm suốt tháng chẳng có đoàn từ thiện nào có thể ghé đến thì Tiên cho 10 triệu. Tiên quay live stream. Mọi người nhìn trên vùng Tiên cho 10 triệu, vừa nói xong, tất cả bà con 80% đã bật khóc ngay tại chỗ vì họ quá khổ và như vớ được chiếc phao. Tiên cũng nhiều khi rớt nước mắt khi phát tiền vì nhìn sao mà họ thương quá. Nghĩa là khi làm từ thiện nhớ quay live stream để vừa làm bằng chứng quảng bá cho hình ảnh trên mạng xã hội, để rồi khi xảy ra hiện tượng chấn lột thì đó là bằng chứng quan trọng để xã hội chia sẻ và lên tiếng đòi lại công bằng cho những người thấp cổ bé họng nếu chẳng may họ bị chính quyền tới chấn lột.
Đây là hình ảnh nữ ca sĩ Thủy Tiên luôn livestream khi rút tiền và phát từ thiện. Xã hội nhiễu nhương, chính quyền tham lam và máu mãnh. Những người làm thiện nguyện nên nhớ, sự trung thực một cách ngây thơ và tin cậy tuyệt đối vào chính quyền thì rất có thể các bạn sẽ bị sập bẫy. Làm thiện nguyện trong chế độ này không đơn giản là phát tiền là xong, mà còn nghĩ cách hạn chế trò chấn lột của chính quyền nữa. Thiện nguyện là tốt, tuy nhiên sẽ là nửa vời nếu chúng ta chỉ phát tiền là xong. Phát tâm cứu người mà không cứu được họ thì hành động thiện nguyện cũng sẽ vô nghĩa. Quý vị và các bạn vừa xem chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020 với bản tin Thủy Tiên phát tiền cứu đói, đảng viên ép ký nộp tiền cho quan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.